Chào các bạn, bây giờ là 9 giờ 17 phút. Giờ bắt đầu Tám sẽ đi nấu gì đây? Nấu mì Quảng, đây là con gà đã rửa sạch, một miếng thịt ba rọi đã được trụng qua nước sôi. Tôm, cắt đầu, cắt đuôi đã rửa sạch. Và Tám đang luộc trứng cút. Bây giờ Tám sẽ bắt đầu nấu mì Quảng để ngày mai ăn. Bây giờ con gà Tám sẽ đem chặt ra và sắc thịt ra. Đây là rổ rau Tám mới vừa bào rau muống với bắp chuối ra. Tám bắt trước bạn Tám, Tám ăn rau muống bào với mì Quảng. Và đây là con gà Tám đã chặt ra rồi. Thịt ba rọi cũng được sắc ra, bây giờ Tám ướp hành tỏi băm vô cho thịt gà với thịt heo. Đây là muối tiêu hôm qua ăn còn đó, giờ Tấm lấy Tấm ướp cho thịt gà và thịt heo. Hôm qua làm nhiều muối tiêu quá, chấm ít tôm mà làm cả đống muối tiêu. Rồi ướp bột tỏi. Hạt nêm. Mà nước tương. Mì Quảng thì không thể thiếu cái vị nước tương. Rồi nước mắm. Ướp một ít nước mắm vô nữa. Thêm vô miếng nữa chứ. Rồi bây giờ cái gì nữa đây? Tiêu. Nồ. Tao sẽ cho một ít bột nghệ vô cho thịt gà. Xíu thôi. Rồi bây giờ mình trộn lên. Mình trộn đều lên. Ướp lên. Thịt heo thì có ít cho nên Tấm ướp gia vị ít hơn thịt gà. Thịt gà thì một con gà luôn. Giờ Tấm đảo đều lên cho nó thấm gia vị. Đảo lên và để đó. Bắt đầu đi làm việc khác. Giờ là 10 giờ 10 phút. Giờ Tám đi làm thắng dầu điều màu. Tám bắt một cái nồi trên bếp cho nó nóng và cho dầu ăn vô. Cho hạt điều màu vô. Khi dầu điều nó đã có rồi, hạt điều nó nhảy lách tách là được rồi đó. Chờ một chút được là Tám sẵn vì Tám bắt một nồi nước lên luộc mì. Rồi khi dầu điều màu được Tấm cho lượt qua rây và cho vô cái chảo. Bây giờ Tấm sẽ làm món nào trước? Thì Tấm rang tôm. Cho tôm vô chảo rang. Khi tôm săn mặt thì Tấm cho hành tỏi băm vô và cho một ít củ nén. Tấm cũng có củ nén, chị Ngọc Anh cho. Củ nén đã được giã và phi sơ rồi. Bây giờ mình cho vô, mình giã lại phi vô, cho vô. Cho vô một chút xíu muối, đường. Và đảo lên, cái tôm nó giòn. Thế là xong rồi, Tám múc tôm ra cái hộp. Để lấy cái chảo này mình làm cái việc tiếp theo. Bây giờ Tám bắt lại cái chảo lên bếp và lấy tiếp dầu điều màu. Cho hành tỏi băm vô, cho một miếng củ nén vô. Rồi cho thịt heo vô. Giờ mình rim thịt heo. Tấm ta xào thịt heo cho săn lại. Tấm tiếp tục xào cho thịt heo nó thấm gia vị á, cho nó thấm với nó không bị cháy. Rồi Tấm tranh thủ bỏ, khi nước sôi rồi bỏ mì vô luộc. Rồi tiếp tục đảo thịt heo. Tiếp tục đảo cho nó săn, cho nó thấm. Rồi đổ nước dừa vô riêng thôi. Rồi Tấm đổ vô nước dừa vô. Tấm xài nước dừa này nè, mua cốt cô. Rồi để ra riêng cho nó mềm thịt, nó trong cái miếng thịt ba rọi. Rồi mình đi qua mình coi bên cái nồi mì. Mì thì thỉnh thoảng mình phải sơ nó chứ, vì có những cọng mì nó dính ở dưới cái đáy á, nó sẽ bị cứng, nó không mềm. Luộc mì thì mình thấy khi nào mà hai bên của cái sợi mì nó cong lên á là được các bạn. Nó mềm mà nó cong hai bên lên mới là được.
Rồi bây giờ thì Tám lại bắt trở lại chảo. Cái nồi thịt heo xong Tám cắt rồi. Giờ Tám bắt cái nồi chảo trở lại và cho hành tỏi băm, củ nén. Rồi bây giờ Tám xào thịt gà. Rồi mình xào gà. Giờ Tám đảo gà, đảo cho nó săn mặt. Xào cho nó săn mặt thì bắt đầu mình rim cho nó thấm. Bây giờ mình đậy nắp mình rim thì cái nước gà, nước gia vị, nước gà nó ra rồi nó thấm trở lại cái miếng gà. Nó sẽ đậm đà và nó mềm. Lâu lâu thì mình dỡ ra để mình đảo lại, để cho những cái miếng khác cũng được tiếp xúc cái đáy chảo. Rồi mình lại đậy nắp mình rim cứ vậy đó. Thỉnh thoảng thì mình đảo nó lên cho nó chín đều, thấm đều với nhau. Rồi tiếp tục đậy lại tiêm tiếp. Rồi Tám vừa làm vừa lau bếp vậy đó. Mà nó vẫn cứ tùm lum tà la. Mình nấu ăn á nó bày dữ lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ thịt, nồi thịt gà thì chắc cũng sắp được rồi. Tám nghĩ là cũng được rồi. Tám tắt bếp. Và đây là cái hộp thịt heo Tám đã rim và cho trứng cút vô. Đó, thịt heo và trứng cút. Rồi đây là cái hộp tôm Tám rang lúc nãy. Đã xong rồi. Giờ chỉ có rim gà và sau đó mình nấu nước lèo thôi. Bây giờ thì cũng khuya rồi, Tám sẽ đi ngủ và mai thì mình nấu tiếp. Hiện tại là 11:09 rồi. Good morning, bây giờ là 7:20. Tám mới vừa dậy ra bếp và bắt một nồi nước sôi. Bỏ một ít sả vô cho nó thơm. Để cho nó sôi dài dạo cho nó ra cái sả. Thì bắt đầu Tám sẽ đổ cái chảo thịt gà đã rim thấm rồi đó vô cái nồi nước sôi. Bây giờ mình sẽ đổ hết cái chảo gà này vô cái nồi nước sôi. Rồi mình nêm nếm lại. Tại vì gà thì đã mềm vừa ăn rồi. Bây giờ mình cho sôi lại và nêm nếm lại thôi. Đây là cái nồi mì Quảng của Tám á. Bây giờ nó bắt đầu sôi lên nè. Và mì luộc rồi. Rồi hộp tôm. Tám đang mở hộp tôm ra. Rồi hộp kế bên là thịt trứng. Giờ Tám sẽ nêm nếm lại cái nồi nước lèo. Giờ Tám cho vô cái nồi nước hạt nêm. Chút muối cho nó đậm đà. Một chút xíu đường phèn cho nó dịu cái nước á. Và nước tương Tám thích ướp nêm vô trong nồi nước lèo của mì Quảng, nước tương. Rồi mì của Tám đã xong. Một xíu Tám sẽ ăn sáng mì Quảng. Đây là đổ rau nè. Cái dao với cái cuộn. Ai mà thích cái đó? Bỏ. Cho mì vô tô, cho rau vô, cho thịt trứng cút, tôm. Xong rồi, hâm cái nước mì lại. Cho gà vô luôn, hâm nước mì lại. Chan lên. Xong rồi bỏ đậu phộng vô. Chắc chanh vô, bỏ rau vô. Thế là làm gì nữa? Xịt. Xịt. Cười đây. Đây là hai tô mì. Một rổ rau, củ đậu phộng.
chén nước tương, à, chai nước tương. Sau đây tôi quay mặt tôi ra. Thêm miếng lạp phẩm để mình hết rau khác chứ để rau bao nhiêu vậy. Rồi, mặn lạc gì hả? Không. Cho chanh vô. Cái ớt nhỏ nhỏ này ăn được quá đúng nè. Có chút sai vậy ai biết. Ây da. Nghe nói vậy thôi chứ đâu có biết được. Ăn ớt mà công nhận cái ớt nó thơm. Về bắt tôi có muỗng rồi. Ở đâu ra hai cái vậy? Nãy tôi làm gì ra tiện có hai muỗng của tôi vậy? Đi qua ăn cắp muỗng người ta. Nghi ăn cắp muỗng nữa. Bị nghi ngờ suốt. Nhiều quá, nhiều lá, nấu con gà nhiều quá. Nấu nửa con sợ nó về lấy ít quá. Ui hả? Ui hả? Nếu mà hà mà sao ta? Muốn nóng thì người ta phải hâm cái con mì ra này. Dũng nấu bỏ vô đâu mà có chợ trên chùa mà đối diện Thắng Hưng hả? Cái bó màu gai có hợp đồng 4 tiếng. Đỏ bế, đỏ cũng bế. Bó chợ đẹp lắm, sạch sẽ mà. Vui không? Chợ bế hả? Có trang trí, tranh ảnh trên tường cũng được. Hình của nước nó đó. Hình của nước phim Mexico. Chả nó mua cái bắp bò là bữa nào nấu bò kho cái bắp bò bữa nào không à. Ăn gà cẩn thận. Có xương. Có xương ống. Nó dập ra. Ăn cẩn thận mẻ răng. Ăn mày là nó sạch miếng nước tương đúng không? Có người thèo ăn với nước mắm mặn. Nước mắm mặn cắt miếng ớt luôn. Ăn có 1 miếng. Mì Quảng là phải có đậu phộng rang, bánh tráng nướng. Ăn mì Quảng là không muốn ăn hai món mà là nó không có ra mì Quảng. Bỏ bánh tráng bỏ vô. Ngon. Ừ. Thấy cà ra nó ra để lâu rồi. Có hột đậu rồi, gỡ đứa nó kêu đậu rồi ra nguyên trái bên HGV nó bán á. Ngon, trời.
mua thử. Nó nướng kiểu như trong lò chín như gấp á, cái chai ngắt rồi cứng. Ăn cái miếng thịt đó, nó thơm lắm. Rất sạch luôn. Chắc không còn nữa. Xương gà nó rỗng, mỏng mà nó rỗng, nó bị lõm xương, gà bị bệnh lõm xương. Let's go. Cái tô chỗ này là ăn đủ rồi, khỏi căng cái vườn đằng sau luôn. Một cây thôi mà nó chia nhánh nó ăn. Trời ơi, mưa hoài vậy hả? Tưởng hết mưa rồi chứ. Thôi bây giờ Tâm đi làm đây. 8:50 rồi. 53, 54 gì rồi, còn có 5 phút à. Sáng nay dậy chỉ có nấu lại cái nước lèo mì Quảng thôi. Rồi tắm rửa, ăn sáng, đi làm, không tập thể dục luôn. Hôm qua thức khuya quá, hôm qua ngủ không được. Nên để báo thức 5 giờ mà dậy không nổi. 6 giờ dậy cũng không nổi luôn. Đến 6:50 luôn mới dậy. Ra bếp là hơn 7 giờ. Hơn 7 giờ làm việc ngoài bếp. Rồi tới nấu cái nồi đó là thấy hết mấy chục phút rồi. Sửa soạn làm rau nữa. Nên cuối cùng không có thời gian đi, không có thời gian tập thể dục, đi tắm, cái đi ăn sáng, đi làm luôn. Thành ra là không có tập thể thao, không có tập thể thao gì hết. Bây giờ ra đường mới biết là mưa, ra ngoài mới biết là mưa, mưa phùng phùng bay bay. Mà hôm qua coi thì dự báo thời tiết thấy có nói là hôm nay mưa buổi sáng, mưa chút thôi, không có mưa cả ngày đâu. Mưa phùng phùng bay bay cũng vui. Cái nhà nhỏ xíu, chắc một phòng ngủ. Cái nhà mua bộ hôm mà nó nhỏ xíu đó, chắc cho mấy người họ kiểu như người già đó, họ ra ở một mình vậy. Nhưng mà cái đó ở hai người được. Tôi nghĩ cái nhà một phòng ngủ thì nó một cái phòng rộng, ông bà già ở được. Ông bà già ở hoặc là một mình đó, một mình độc thân. Mà nói chứ mua bộ hôm mà một cái là vợ chồng trẻ có con nhỏ, họ không, họ chưa có cái điều kiện mua được nhà lớn á, thì ở một bộ hôm với con còn nhỏ, còn ở chung ba mẹ, ngủ chung ba mẹ đó. Hoặc là ông bà già, già rồi nghỉ hưu không ở nhà lớn nữa, bán nhà lớn xuống nhà nhỏ ở, hoặc là cho thuê nhà lớn ra mua mua hôm ở, hoặc là
không có điều kiện để mua, không có tiền để mua nhà lớn, mà bây giờ lớn tuổi rồi, mua nợ thì già rồi, ôm cái nợ mấy chục năm sao được. Nên là họ ở mobile home. Còn tám thì không có con nhỏ, chưa phải quá già, nhưng mà tám ở mobile home, tại vì không có chọn lựa nào khác tốt hơn cho ta. Đó là chọn lựa hợp lý nhất, tốt nhất cho ta. Thì tám chọn mobile home. Vì tám nghĩ bây giờ mà tám mua cái nhà, tám đâu có tiền, tám trả nhanh dài 3 năm, 5 năm là xong. Tám phải đi theo cái hợp đồng 30 năm. Mà 30 năm thì bây giờ tám 56 tuổi rồi. Mua cái nhà mà trả nợ 30 năm tới tám mấy tuổi mới xong. Là đi làm trả nợ nhà cho tới chết luôn. Mà tiền đâu có mà đau xuống mua cái nhà. Income thì một mình, người ta đâu cho vay mình nhiều, cho mình vay nhiều đâu. Ví dụ tùy theo cái income của mình nha, tùy theo cái thu nhập của mình mà người ta cho mình mượn tiền mua nhà. Điểm mình là một chuyện nè, khả năng bỏ xuống 30%, 20% gì đó của mình là một chuyện nè. Xong rồi mình mượn bao nhiêu, ví dụ như cái nhà đó 300 ngàn, bây giờ mình bỏ xuống cho là 20% đi, là 60 ngàn. 60 ngàn nghĩa là mình mượn người ta 240 ngàn. 240 ngàn đó là mới nói cái nhà nha, chưa nói tiền lời tiền gì đó tấm không biết đi, cho là mượn 240 ngàn. Rồi họ coi thu nhập mình một tháng nhiêu, bây giờ một tháng thu nhập 3 ngàn, họ trừ cho tiền ăn uống, tiền này tiền kia để mình sinh sống á, là một tháng như vậy á, là mình chi tiêu cho bản thân mình á, là để mà sống cho ổn, cho tử tế đó, thì ví dụ 2 ngàn thì mình dư được 1 ngàn. Rồi họ lấy 240 ngàn mình nói mình mượn của họ đó, rồi mình mượn họ 30 năm thì tiền lời bao nhiêu, tiền lời bao nhiêu họ tính ra, họ cộng vô với 240 ngàn, xong rồi họ mới chia cho 30 năm, xong rồi họ mới lấy cái năm đó họ chia cho 12 tháng. Rồi một tháng á, là mình phải trả cho họ vừa tiền vốn, vừa tiền lời, vừa tiền ví dụ thuế nhà, tại vì nhà mình nợ đó, nó, mọi thứ nó nằm trong một tháng này. Một tháng mình phải trả cho cái nhà đó là tiền về cái nhà không nha, tiền cái nhà đó, họ tính ra như vậy là một tháng mình phải trả cho họ 1.500. Mà trong khi đó mình làm có 3 ngàn, mình chi phí cho bản thân mình hết 2 ngàn rồi, mình còn có 1 ngàn à, mình còn có 1 ngàn, mà trong khi nợ họ phải trả một tháng cho họ 1.500, họ đâu cho anh mượn. Nó ủa vậy thì tiền đâu cái người này trả cho tôi, nên họ không cho mình mượn. Đó là lý do mà sao một mình một income á, thì khó mượn tiền mua nhà, là họ tính như vậy á. Tính như vậy các bạn. Rồi, tám đi tới chỗ làm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của tám nha. Chúc các bạn một ngày thật bình an vui vẻ. Tám đi làm đây. Bye.